khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoLickVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sinh viên Việt ứng dụng blockchain vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. Công nghệ blockchain và fintech đã được ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế xã hội quan trọng ở Việt Nam thông qua một loạt các ý tưởng được đưa ra bởi các thí sinh của cuộc thi RMIT Fintech Blockchain 2022. Được biết, RMIT Fintech Blockchain 2022 lần thứ 2 được tổ chức kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8 là cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng ứng dụng công nghệ fintech và blockchain vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Cuộc thi đã thu hút 31 đội tham gia với 127 học sinh và sinh viên đại diện cho 30 cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Sau khi trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, đội chiến thắng cũng chính thức lộ diện tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 7 tháng 8 qua. Với dự án tour trên, một nền tảng du lịch dựa trên công nghệ blockchain có khả năng mang đến trải nghiệm an toàn và minh bạch cho du khách cũng như nhà cung cấp dịch vụ, đã giúp đội Unblockable đến từ cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT giành chiến thắng. Ngoài ra, các giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về đội The Conqueror từ Đại học Kinh tế Quốc dân và đội The Part-Time Engineers đến từ Đại học RMIT. Có thể thấy, các giải pháp ứng dụng blockchain vào y tế, bảo hiểm, tài chính cũng như nông nghiệp và du lịch được đưa vào cuộc thi đều là các lĩnh vực khá quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Iran sử dụng điện tử để lách lệnh trừng phạt. Theo một tweet từ Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Khai thác và Thương mại Ali Reza Paymanpak, Iran đã hoàn thành đơn hàng ngoại thương đầu tiên đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 10 triệu đô la được thanh toán bằng điện tử sau khi chính phủ nước này bị hạn chế về ngoại tệ do các lệnh trừng phạt. Luật tài sản kỹ thuật số đã được sửa đổi cho phép sử dụng điện tử để mua hàng và đây được cho là giao dịch đầu tiên thuộc dạng này. Theo Park, vào cuối tháng 9, việc sử dụng điện tử và hợp đồng thông minh sẽ trở nên phổ biến hơn trong thương mại quốc tế với các mục tiêu quốc gia. Thông qua động thái trên, các công ty hiện có thể sử dụng điện tử để thanh toán với các đối tác nước ngoài. Sự phát triển này đã được đồng ý bởi Bộ Công nghiệp Khai thác và Thương mại cũng như Ngân hàng Trung ương Iran. Kazakhstan triệt phá cơ sở khai thác điện tử bất hợp pháp. Các nhà chức trách ở Kazakhstan đã đột kích và bắt giữ 23 đối tượng tình nghi, điều hành một cơ sở khai thác điện tử bất hợp pháp, thu giữ hơn 6.000 thiết bị khai thác, trị giá khoảng 7 triệu đô la, cùng với một khẩu súng AK-47, đạn dược và súng lục. Theo đó, nhóm đối tượng này bao gồm những người từng bị kết án và những người có khuynh hướng phạm tội với tiền sử thuộc các tội bạo lực như đòi nợ và tống tiền. Được biết, những người này đã thu về từ 300.000 đến 500.000 đô la mỗi tháng từ hoạt động khai thác điện tử bất hợp pháp ở quận Tanga thuộc vùng Almaty. Kazakhstan đã nỗ lực triệt tiêu các hoạt động khai thác điện tử bất hợp pháp, nơi đã lấy đi rất nhiều điện từ lưới điện vốn đã suy yếu của địa phương, đồng thời đưa ra các quy định về thuế để chấn chỉnh ngành công nghiệp điện tử. Clay chi hơn 20 triệu đô cho các nghiên cứu phát triển blockchain ở châu Á. Phát biểu tại tuần lễ blockchain Hàn Quốc, Sang Min-seo, giám đốc điều hành của Clay Foundation, đã công bố khoản tài trợ 20 triệu đô la nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp blockchain tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, hay còn gọi là KST, và Đại học Quốc gia Singapore, viết tắt là NERS. Theo đó, các hoạt động này sẽ được điều hành bởi một nhóm phát triển toàn cầu do các nhà nghiên cứu của KST và NERS đứng đầu. Chương trình tài trợ sẽ hoạt động theo cách thức mã nguồn mở, nơi các nghiên cứu được thực hiện sẽ được công bố rộng rãi dưới dạng tài liệu nghiên cứu hoặc phần mềm mã nguồn mở. Các nhà nghiên cứu bên ngoài có thể tham gia hoặc gửi đề xuất vào các dự án nghiên cứu hiện có. Được thành lập vào năm 2019 và hiện có đến hàng triệu người dùng Hàn Quốc, Clay là một nền tảng blockchain được phát triển bởi GrowX, một nhánh blockchain của gã khổng lồ công nghệ Kakao tại Hàn Quốc. Reddit và những bước đi táo bạo vào không gian điện tử. Gã khổng lồ truyền thông xã hội Reddit đã thông báo về mối quan hệ hợp tác với FTX Pay, cho phép người dùng thanh toán phí gas cho các giao dịch sử dụng điểm cộng đồng. Ngoài ra, việc tích hợp cũng sẽ cho phép người dùng mua ETH trực tiếp trên ứng dụng để thanh toán phí mạng. Ra mắt vào năm 2020, hệ thống điểm cộng dựa trên blockchain của Reddit trao giải cho người dùng dựa trên chất lượng bài đăng. Chia sẻ về sự hợp tác trên, Sam Bankman-Fried, giám đốc điều hành FTX cho biết, mối quan hệ hợp tác với Reddit đã góp phần củng cố tầm nhìn của sàn giao dịch, trao quyền cho các cộng đồng trực tuyến khai thác sức mạnh của blockchain. Tiếp lời, Nirai Sid, kỹ sư phần mềm nhân viên tại Reddit, cũng chia sẻ thêm rằng thông qua việc tích hợp FTX Pay, công ty đang nỗ lực giới thiệu những cách tiếp cận mới nhằm tăng lượng người dùng Reddit và công nghệ blockchain phi tập trung. Sau đây, mời các bạn cùng điểm qua những sự kiện tài chính nổi bật trên toàn thế giới sắp diễn ra. Cung tiền M2 và các khoản vay mới sẽ được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành vào ngày 10 tháng 8. Cùng ngày, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7. Ngày 11 tháng 8 tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra hai sự kiện quan trọng là đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm và đấu giá tín phiếu kỳ hạn 4 tuần của Bộ Tài chính. CryptoLickVN sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức nóng nhất thị trường trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!